chào cả nhà nha. Chợ đêm thành phố Ngã Bảy cho cả nhà xem nha, sao giãn cách thôi nha cả nhà. Đây đường này là chạy thẳng vô Đại Thành nha cả nhà. Đứng ngay đầu chợ đêm thành phố Ngã Bảy nha cả nhà. Đây, ở đây người ta buôn bán là bình thường rồi nha cả nhà. Gà do dịch bệnh người ta cũng dọn hàng ra ít nha cả nhà. Đây, bên đây có những quán nhậu đang hoạt động lên bình thường rồi nha. Chiều là có rất nhiều là quán ăn nha nè. Đây thẳng ra đây là ra quốc lộ nè. Thẳng ra quốc lộ. Cái chiều á tại đây là rất nhiều quán ăn cả nhà. Đây. Đây là khu ăn uống của Ngã Bảy nha. Đây là gọi là đường Nguyễn Huệ. Người ta còn kêu là khu B4. Đây khu Lộc Phát, khu nhà ở đó là khu nhà ở Hồng Phát nha cả nhà. Đây quán cà phê quá đẹp. Đây có những quán cà phê rất đẹp nha cả nhà. Đây là công viên chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai cả nhà. Đây, công viên. Công viên chiều đây lúc dài người ta do tình hình dịch bệnh nên người ta ít đi nha. Chứ bình thường không có dịch bệnh là công viên này rất chiều đông lắm.
mắc heo được. Và bây giờ mình quay lại khu chợ đêm nha cả nhà. Khu chợ đêm này bình thường á là người ta bán đầy đủ đồ nha, nhưng mà tại do giờ tình hình dịch bệnh rồi người ta không có bán được nhiều, người ta dọn ra ít à, nhiều người sợ dịch bệnh người ta cũng không có dọn ra. Đây là mình đi thẳng qua đó là vô siêu thị Cấp Mát được. Đây, siêu thị Cấp Mát này đó. Rồi video mình quay toàn cảnh chợ đêm thành phố Thứ Bảy đến đây kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi những video của mình nha. Cả nhà thích video của mình thì cho mình một đăng ký, một like, một share nha. Và nhớ nhấn vô cái chuông để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha.